Đây, bây giờ chúng tôi bắt đầu đi vào trong bến đục. Từ bến đục đây giờ mới đi vào đền Trình thôi. Đi thuyền trên bến đục chuẩn bị vào đền Trình. Đây là chuẩn bị vào đền Trình. Hôm nay trời không được đẹp lắm. Bến đục bây giờ là hoàn thiện rồi. Đoạn mà đây vào đền Trình có đoạn này. Tí thôi. Phay người trong đoàn nhá. Phay là do người anh bác nhìn đây nè. Đang ngồi đây được quay phim. Trời hôm nay xấu vậy. Đoàn đang trên thuyền đi vào đền Trình, đang ở trên đò để đi vào đền Trình. Sắp đến bãi đền Trình rồi. Hai bên đường từ ngoài bến đục vào những đền Trình là toàn đò thôi, toàn là bến đò thôi. Một đoạn lên thuyền để đi vào đền Trình. Đò này mới có một lửa thôi, lửa số người thôi. Ta chuẩn bị cập bến vào đền Trình. Không vào đền Trình à? Đền Trình, chúng ta đã nhìn thấy đền Trình rồi.
Cái điện thoại đi anh ơi. Nó vào